Ai nó cắt cho 6 lạng bây giờ. Anh đi tập thể dục à? Quá cao, vợ kiếm được ngày 1 triệu đi làm sao mà phải làm. Ship cây lãi 1,2 triệu nữa. Bán online nữa phải không? Bán cây cảnh lãi 1,2 triệu nữa là 2 triệu. Như chỗ trổm chỗ lạo thế vậy. Đông thế cứ thấy người ta đến tiền xui rồi người ta bán vàng đi để cho ăn vay cơ mà. Ừ. Xui cả người ta bán vàng đi để vay cơ mà. Ở đây xui thì mới dụng. Hắn xui người ta bảo bán vàng. Quá mẹ. Quá mở này. Bán vàng chứ đeo ở vàng không lãi đâu. Vàng thì có cần vàng. Nói chung đoán giờ nói chung chủ yếu cầm y kiểu chú Dũng hắn ấy. Rồi. Chỉ cần có ai đánh bạc không quần chú Dũng này. Chú giải Dũng Hoa. Chỉ cần mong ai có người đánh bạc cùng đỡ buồn. Không sợ mình tự ký. Tiền nhiều quá. Không có gì ngoài tiền. Tiền nhiều xong rồi đéo làm gì nó buồn. Ừ. Tiêu gì đến đâu. Không không biết nào là tiêu hết tiền không. Này đang cái mày phải giải chăn bông để vớt xuống. Đâu, nó có mỗi cây lại nó toàn đứng dưới đất đi. Đầy hết rồi thế, không phải nó làm được như này thì đâm ra người mua để không sợ thối. Em có làm mạnh. Còn được còn sợ là còn vỡ lại. Bọn mua. Trước ngày xưa của xuống ăn bọn đéo vẽ tháng riêng hai với còn một đống bưởi xếp. Bảo suốt ngày. Bưởi mà để bán cho khách xong rồi cần tiền.